Rồi sau đây là pha theo chín đều của anh em tụi em. Số ly. Mười chín. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mình. Mình là Nhân của Fansico. Trong cái video này, Nhân sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn là kỹ thuật giao bóng mổ xoay lên ngắn ở trong bàn. Rồi về cái kiểu giao này thì các bạn đứng như thế nào mà cảm giác gọi là nó thoải mái nhất là được. Ví dụ đứng hai chân bằng nhau xong rồi giao cũng được. Và đứng chân trái trước chân phải sau. Đó, chân trái trước chân phải sau các bạn giao cũng đều được luôn. Và các bạn nhớ giúp Nhân nha, cái cú giao mổ này nè. Thì các bạn lúc mà khi mà đụng bóng thì cổ tay các bạn nhấc lên vậy, nhưng đụng bóng và các bạn chém nè, đây nè, nguyên trái bóng là chém vào phần bên hông của quả bóng. Các bạn cứ thực thả lỏng là chém nè, bên hông quả bóng. Đấy là nó xoáy lên rất là khó chịu luôn. Đấy. Nè, tay bóng là chém nè, bên hông quả bóng. Sau đây Nhân sẽ nhờ anh của Nhân trực tiếp vô đỡ thử cho các bạn xem nha. Đây các bạn nhớ khi mà giao mổ á, là càng thả lỏng tay càng tốt. À, chém bên hông với bóng nè. Đó các bạn thấy xoáy ghê không? Và các bạn nhớ đây là mình giao bóng á, thì mình phải thật thả lỏng cổ tay luôn. Càng thả lỏng càng tốt, đụng bóng bạn chém ở bên hông bạn chém mạnh lên. Đấy. Đấy, với lại các bạn nhớ là điểm tiếp xúc nha. Ví dụ như trái vừa rồi Nhân tiếp ở ngay điểm mà Nhân chém xuống ngay ở cuối bàn á, là nó không đủ lực qua lưới, thì các bạn chém vô cái phần ở trên giữa này cho Nhân nha. Bóng á, rớt đầu tiên là cái điểm nó phải đó, nó phải nằm ở giữa bàn đó các bạn thấy không? Rất là xoáy. Đấy các bạn thấy không, đỡ là bị nhồng lên liền. Với lại cái kỹ thuật này á, thì ai mà mấy bạn mà cao quá thì các bạn nhớ hơi khuỵu thấp đầu gối xuống để giao nhé. Rồi Nhân thấy là cái kỹ thuật này là nó tương đối rất là dễ, đặc biệt là dành cho tất cả các bạn mới tập chơi á, muốn giao qua góc trái cũng dễ, giao qua góc phải cũng dễ. Chúc các bạn thành công nha. Các bạn thấy video clip của Nhân hay hữu ích thì Nhân xin một like, một dislike, một lượt comment hoặc là một lượt đăng ký kênh, hoặc là một bất cứ một thứ gì đó cũng được, miễn là các bạn nhớ cho Nhân để cho Nhân tạo một cái động lực lớn để ra những cái video sau càng ngày nó càng hoàn thiện hơn. Các bạn đang gặp khó khăn gì về kỹ thuật chung bóng bàn hãy comment ở phía dưới, Nhân sẽ gắng giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của Nhân nha. Chơi bóng bàn không khó, chỉ cần tất cả các bạn xem hết video clip của bóng bàn Fansico.